Chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình chơi game Kimmy. Ok. Ôi con này bị chọc à? Lại lần nữa nào, chụp quạt đến được cái mặt trăng này. Rồi chúng ta chuyển sang tựa game Kitty Love nào. Thank you.
Cái này đi. Xong.
nào, ra ngoài mở thẻ nào, thi đua nào. Đua. You win. Được bao nhiêu con cá? Cho bạn 4 con, bạn 2 con. Sang game Dino. Quay đi có lại mấy cái này là có mấy cái kia này. Hoàng tử bị ngã ngựa. Lại. Đây.
Iya. Okay. Không được à? Sao được à? Đi tiếp. Đề phòng giáp sắt. Đi trên. Cho đi xuống dưới chỗ thì có bắn cung. Đây. Rồi, chúng ta chuyển sang game khác rồi. Rồi, bật kia ra. Đi du lịch à? Sai đường hả? Có chân khủng long luôn. Rồi, sang game này này nè. Single play. Thằng này đúng vàng cũng bị lóc mất à? Rồi, đây.
Ha, đây có cái hàng động luôn. Vũ vạn. Có thêm mấy cái ấy rồi. Xong cái game mà Dino game nào. Mấy con chuột chũi này. Win. Không còn là phát được luôn. Xong luôn. Cái trứng khủng long này à. Ok. 2, 4, 3, 3. Sao? Tiếp theo là tìm mặt trăng. Cái này.
trái tim. Và khai con khủng long hoa. Thịt gà với rau, cá với thịt. Cá, rau, cá này. Chori, rau. Chori với chori. Lá lá. Cá, thịt. Xong. Cá này. Thịt này. Xong. Một này. Đây là số. Kết hợp với cái kia này. Năm này. Ngôi sao. Lá cây. Huyệt. Nửa cả năm con khủng long à. Ok, chúng ta chuyển sang game Moi. Moi. Ok. 500 luôn. Ok. Cho vào này. Mang đi nào. Con này làm gì đây ta? Tắm cho sạch sẽ à? Ui, cho ăn luôn. Con chưa đi mai đâu. Tắt điện đi cho ngủ. Thế là xong. Wow. Dụt đầu và luôn. Ok, chỉ thế được. Bật đèn này. Rồi, ta đi tập thể dục. Chạy tốc độ nhanh hơn nữa nào. Ôi, đây game luôn. Chơi trò Little the Dog. Ah.
cho nó đi ăn à, hết đồ ăn luôn à. Đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm cho sạch sẽ nào. Xong. Ngắt xe. Cho đi vệ sinh. Có trò chơi của con chó này. Chơi trò lấy xương này đi. Chuyển sang con game Moi 7 đi.
Được luôn. Bọn này có thể quất nhanh hơn được không nhỉ? Đi ra. Dừng. Xong luôn. Ê, được một cái này. Cho nó ăn đồ ăn tiếp à. Màu lớn nè, ăn thêm cái này nữa. Nè. Rồi, ta sẽ chuyển sang game My Visual Cat nha. Đây. Chuyển luôn. Bắn cho nó sạch sẽ, không bẩn tí nào được vào đánh trống. Play. Đập mấy cái laser này. Ok, 22 cái này. Cho khác này. Cho này đi, cho con vịt này đi. Xong. Xong luôn nè. Không được luôn. Bắt. Đây như này. Thank you.
nhiều xoèo, 25 xoèo. Rồi chúng ta chuyển sang tựa game cuối cùng là My Pup Dog. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.